Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Trong thời bình, để xây dựng một cuộc sống tự do cho mỗi con người thì sẽ nằm ở chính con người ấy. Ba nguyên nhân dẫn đến khổ đau của con người là tham, sân và si. Đức Phật dạy rằng, để con người vượt qua mọi cám dỗ cuộc đời, đi đến một cuộc đời tự do thì cần có giới định tuệ, hay theo ngôn ngữ gần gũi hơn với chúng ta thì đó là đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Ba gốc rễ này phải được phát triển đồng thời để giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Không có một người nào gọi là vĩ nhân hay danh nhân nếu không có đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Một người có đạo đức, nghị lực nhưng không có trí tuệ thì khó làm việc lớn. Một người có đạo đức, trí tuệ nhưng lại thiếu nghị lực thì dễ bỏ cuộc. Trước khi đi sâu hơn về các con đường để xây dựng ba gốc rễ này, AssetFin muốn chia sẻ thêm là ba điều này hoàn toàn có thể rèn luyện được. Có một số anh chị có hỏi là khi con sinh ra đã chậm chạp, không thông minh thì rèn luyện trí tuệ ra làm sao? Thực ra có sự khác biệt rất lớn giữa trí tuệ và trí thông minh. Trí thông minh giống như bẩm sinh trời cho, dễ dàng học được một kỹ năng gì đó mới, biết cân đo đong đếm, biết tập trung vào các tiểu tiết để đưa ra hành xử. Trí tuệ thì khác, trí tuệ là biết cách áp dụng những kiến thức đó vào trong cuộc sống và biết điều gì là không nên làm, điều gì là nên làm, chú trọng đến tổng thể. Trong một câu chuyện để phân biệt giữa thông minh và trí tuệ, AssetFin xin trích lại một câu chuyện của Đức Khổng Tử và người học trò của mình là Nhan Hồi như sau. Một ngày nọ, trên đường đi làm, Nhan Hồi thấy đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi, mới biết người mua hàng và người bán hàng đang tranh chấp. Người mua hàng hét lớn, 3 x 8 là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng? Nhan Hồi bèn đến trước mặt người mua và nói, vị đại ca này, 3 x 8 là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa. Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Hồi và nói, ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử, chỉ có cách tìm Khổng Phu Tử. Đúng hay sai, hãy để ông ấy định đoạt. Ta hãy tìm ông ấy để phân xử. Được, nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy xử lý sao? Nhan Hồi đáp. Người mù nói, nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao? Nhan Hồi trả lời, nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan. Hai người đánh cuộc với nhau như thế và cùng đến gặp Khổng Tử. Sau khi nghe câu chuyện, Khổng Tử nói, 3 x 8 là 23 đó. Nhan Hồi, con thua rồi, lấy mũ quan đem xuống cho người ta đi. Nhan Hồi trước giờ cũng chưa từng cãi lời sư phụ. Anh đành tháo mũ xuống, giao cho người mua vải. Nhưng hẳn nhiên, trong bụng anh ta không phục và cho rằng Khổng Tử đã già rồi nên hồ đồ và không muốn học ông nữa. Sau này, Khổng Tử mới chia sẻ lại. Ta biết rõ con cho rằng ta già rồi nên hồ đồ, không muốn học nữa. Nhưng con nghĩ xem, ta nói 3 x 8 bằng 23 đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia. Nhưng nếu ta nói 3 x 8 bằng 24 mới đúng, thì người kia thua, đây là một mạng người đó. Con nói xem, chức quan vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn? Nhan Hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa, sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hồ đồ, hổ thẹn vạn lần.
Qua câu chuyện trên, ta thấy rằng trí tuệ, đạo đức và nghị lực chính là ba yếu tố quan trọng làm nên một con người tài đức. Ba yếu tố trí tuệ, nghị lực và đạo đức không chỉ là kim chỉ nam đưa mỗi người hướng tới thành công trong cuộc sống nói chung mà còn trong lĩnh vực tài chính nói riêng. Một trong những rào cản khiến cho con của anh chị khó đi đến tự do tài chính có thể đến từ thiếu trí tuệ, không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm thế nào, hay đơn giản là còn chưa có ý niệm này trong đầu. Hai là thiếu nghị lực, dù đã biết tính cần thiết của tiết kiệm đầu tư, quản lý tài chính, nhưng vì các ham muốn nhất thời mà lại bỏ qua các mục tiêu dài hạn. Thứ ba, đó là thiếu đạo đức. Kiếm tiền hay dùng tiền đương nhiên phải lương thiện. Nếu kiếm tiền hay tiêu tiền mà làm phương tổn đến người khác thì rõ ràng đồng tiền đó sẽ không bền vững. Để rèn luyện được ba gốc rễ trí tuệ, đạo đức và nghị lực thì con cần phải có tam bảo, thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt, hay theo ngôn ngữ Phật giáo, đó chính là Phật, Pháp và Tăng. Đây cũng được coi là ba báu vật của cuộc đời mà anh chị cần tạo dựng cho con. Báu vật thứ nhất, thầy hiền trí. Để hiểu hơn về vị thầy hiền trí, Azfin đưa các bạn về thời nhà Lý hay còn gọi là Hậu Lý để phân biệt với thời Tiền Lý do Lý Bí thành lập. Một triều đại đầu tiên của Việt Nam tồn tại đến hơn 200 năm so với các thời đại trước đây chỉ có mấy chục năm. Người sáng lập triều Lý chính là Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ. Ông cũng là người được chính tay nhà sư Vạn Hạnh chỉ dạy và hỗ trợ để đưa lên vị trí hoàng đế. Thiền sư Vạn Hạnh được vua Lý Thái Tổ sắc phong làm quốc sư. Thiền sư Vạn Hạnh đã đem hết tài trí và tinh thần dung hợp tam giáo, nho, lão, Phật của mình để giúp vua Lý Thái Tổ trị quốc, an dân đúng với tinh thần của một vị lãnh đạo về mặt tinh thần và tâm linh. Với tinh thần nhập thế, thiền sư đã hành động để giúp dân an cư lạc nghiệp. Lý Công Uẩn cũng là người đưa kinh đô từ Hoa Lư, Ninh Bình ra Thăng Long, Hà Nội, chính thức chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Trong sự phồn vinh của nhà Lý nói chung và thời vua Lý Công Uẩn nói riêng, không thể phủ nhận được tài đức của vị minh sư Vạn Hạnh. Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng có một người thầy hiền trí trong đời là vô cùng may mắn và ý nghĩa. Thường thì khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Vậy nên đầu tiên, chính anh chị phải là người nhận thấy sự cần thiết của giáo dục tài chính cho con trước. Sau đó, cần phải lý giải lý do vì sao cần phải học tài chính cho những đứa trẻ. Chỉ khi các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý và làm cho tiền sinh sôi, thì lúc đó việc học của chính các bạn nhỏ mới có thể tăng trưởng. Báu vật thứ hai, tủ sách hay. Việc tìm được người thầy đôi khi gặp khá nhiều khó khăn. Khi mà người thầy rất nhiều, sao biết thầy nào sẽ là người thầy phù hợp? Và đó là lúc cần đến một tủ sách hay. Tủ sách là nơi kiến thức được hệ thống hóa và tiêu chuẩn hóa. Và thông qua những quyển sách này, anh chị mới biết vị thầy nào là phù hợp với mình và con mình, vị thầy nào mới là người chỉ dạy đúng đường. Ngoài ra, báu vật tủ sách hay cũng rất quan trọng để định hình suy nghĩ cho các con. Trong gia đình nên có tủ sách ở nhiều nơi để các con có thể với tới đọc bất cứ lúc nào. Ví dụ về tài chính, những quyển sách về Warren Buffett là những quyển sách nên sưu tầm. Qua các câu chuyện của Warren Buffett, các con sẽ biết được bí mật của lãi kép, biết được đồng tiền sinh ra thế nào, ý nghĩa với cuộc đời giàu có ra sao. Báu vật thứ ba, nhóm bạn tốt. Có một thực trạng tồn tại trong nhiều gia đình, đó là bụt chùa nhà không thiêng. Biểu hiện là việc con cái không đánh giá cao lời nói của bố mẹ, cho dù bố mẹ có là người có kiến thức, có địa vị ngoài xã hội. Một giải pháp cho vấn đề này, đó là hướng con đến một nhóm bạn tốt. Nhóm bạn tốt ở đây chỉ một cộng đồng, một môi trường để con có thể học tập và rèn luyện. Những người bạn đó có thể bằng tuổi, có thể hơn hoặc kém tuổi, nhưng quan trọng nhất là cùng chung chí hướng và tư tưởng với nhau. Ví dụ, nếu con được đưa vào một môi trường có các bạn bè cùng mục tiêu là rèn luyện năng lực quản lý tài chính và cùng thực hành đầu tư từ sớm, thì con sẽ có cơ hội được thực hành và động lực để phấn đấu. Như vậy, Azfin đã chia sẻ đến anh chị và các bạn ba báu vật để giúp con có thể thành công trong cuộc sống nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng. Tam bảo, thầy, bạn, sách là những động lực quan trọng để thay đổi mỗi con người.
Tuy vậy, tùy vào mỗi tính cách của trẻ mà con sẽ có một số yếu tố nổi trội hơn những yếu tố còn lại. Ví dụ những bạn nội tâm thích đọc sách thì tủ sách có khi lại là lựa chọn hơn cả. Còn với những bạn hướng ngoại thích giao du bạn bè thì nhóm bạn lại có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, bên cạnh xây dựng tam bảo cho con, mỗi anh chị cũng cần biết rõ con mình sẽ phù hợp với loại hình nào hơn và tạo điều kiện giúp con thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân, tạo cho con được ba đức tính quan trọng, có trí tuệ, có đạo đức và có nghị lực. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZVIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.